Scandal, Bí mật thảm đỏ là bộ phim rất ăn khách của đạo diễn Victor Vũ khi ra mắt vào năm 2012. Phim theo phong cách huyền bí đầy kịch tính về bùa ngải, kể về những âm mưu và cạnh tranh khốc liệt phía sau thảm đỏ showbiz. Những huyền thoại kinh dị về chơi ngải trong showbiz đã được tái hiện trong Bí mật thảm đỏ. Hãy cẩn thận với những gì mà năm 2018, đạo diễn Victor Vũ lại tiếp tục khai thác đề tài về bùa ngải trong bộ phim Người bất tử. Đạo diễn đã dành thời gian khá lớn để miêu tả tỉ mỉ nghi thức cùng sự biến đổi của nhân vật chính khi luyện ngải, phản ánh bản áp trong tâm can mỗi người, đồng thời cho thấy những bí ẩn chưa từng có lời giải đáp về sức mạnh kỳ bí của bùa ngải. Trước các phim về bùa ngải mang dấu ấn của Victor Vũ, thì điện ảnh Việt Nam cũng đã từng khai thác phim về đề tài này như Lời Nguyền Huyết Ngải của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, phim lấy cảm hứng từ truyện ngắn Huyết Đằng của Phạm Hải Anh, kể về cuộc phiêu lưu đầy ám ảnh và những nỗi sợ hãi của ba sinh viên trường đại học Y khi họ tình cờ khám phá ra huyết ngải bí truyền của dân tộc Sắn La. Kính thưa quý vị, khi nhắc về chuyện tâm linh bùa ngải, chắc hẳn đây sẽ là một đề tài vô cùng kích thích trí tò mò của người châu Á chúng ta từ xưa đến nay. Ví dụ như là những câu chuyện về bùa ngải thì chắc hẳn sẽ được thêu dệt đủ màu sắc huyền bí, và điều rùng rợn nhất của nó chính là mang một ma lực, một sức mạnh vô hình. Đúng rồi, bởi vì những gì mà vượt ra ngoài tầm hiểu biết của con người thì luôn có một sức hút kỳ lạ khiến cho người ta không ngừng tìm hiểu, tò mò, khám phá, đúng không? Nói thiệt luôn là bản thân Kim á, sợ thì sợ thiệt á Bảo, nhưng mà vẫn rất là tò mò, vẫn mong là lóc dép ngồi hóng những chuyện ma nè, rồi chuyện bùa ngải mà những ông bà cô chú ở trong xóm kể á. Thôi đi nha, cái này không chỉ có riêng một mình Kim đâu, tại vì bản thân của Bảo á, khi mà nghe nhắc về những cái chuyện mà tâm linh hay là ma là đều rất thích nghe người lớn kể lại. Nhưng mà còn cái chuyện mà bây giờ mà lót dép hay là lót chiếu tắt đèn để nghe kể chuyện á, thì cái này là xưa ơi là xưa rồi nha. Chứ sao? Bỏ qua một bên đi. Bây giờ chỉ cần chúng ta lên mạng, gõ Google một cái là hiện ra nguyên cả một cái thế giới bùa ngải. Nếu như muốn ly kỳ, có ly kỳ. Muốn bí ẩn, có bí ẩn. Không, muốn ma quái là có ma quái. Đặc biệt nhất á, là trong thời đại mua sắm online hiện nay, chúng ta không cần đi lên núi Tà Lơn hay là vô rừng rậm Phi Châu để cầu thầy phù thủy là cho một tấm bùa mang về để may mắn. Chỉ cần ở tận nhà thôi, alo một tiếng là ship tới nơi liền luôn á Kim. Ghê quá. Nguyên Bảo nè, cái vụ bùa yêu á, thì Kim nghĩ là không chỉ riêng Kim đâu, mà Nguyên Bảo cũng như là quý vị khán giả cũng nghe nói nhiều lắm rồi. Mà còn bây giờ có thêm cái vụ bùa đẹp nữa. Kim kể cho nghe, Kim có một thằng em họ là bạn đó chuyên môn là cứ vào những cái trang web bán mỹ phẩm son phấn á. Ồ, cái này Kim mắc cười nha. Sao? Bỏ thấy là rất là bình thường luôn. Ví dụ như bây giờ con trai đi vô cửa hàng mỹ phẩm hay là lên Facebook để tìm mua mỹ phẩm là chuyện bình thường. Chắc hẳn gì mà người ta mua là người ta xài. Mà nếu như mà xài thì cũng bình thường. Mà nhiều khi người ta mua người ta tặng cho người yêu hay là tặng cho chị gái hay tặng cho mẹ thì bình thường. Thì đúng rồi. Mà có gì đâu mà Kim phản ánh dữ vậy. Tặng là quá bình thường, đúng không? Đặc biệt là tặng cho mẹ hay người yêu. Còn cái chuyện xài là cũng bình thường luôn. Tại ngồi trước mặt Kim là có người vô phim trường thôi mà phải đánh kem chống nắng rồi kem dưỡng da rồi son dưỡng môi rồi, trời ơi. Nè, thôi đi nha. Đừng có lấy cái chuyện em trai của mình mà để đá xéo ở đây nha. Bây giờ vô chủ đề chính đi. Mình đang bàn về cái chuyện bùa ngải mà tự dưng đâu mà đưa cái chuyện son phấn cái bắt đầu đá ông Nguyên Bảo vậy. Thôi biết rồi, Kim đi hơi xa. Nhưng mà mình sẽ quay trở lại. Cái việc mà bán son phấn hay là mỹ phẩm trên mạng á, để mua online thì là chuyện quá bình thường rồi. Nhưng cái không bình thường mà đặc biệt ở đây mà Kim muốn nói tới là những trang này á, giới thiệu về cái hàng hóa của mình là son bôi vào thì sẽ có công dụng là nói gì người ta cũng nghe. Rồi phấn đánh vào cho dù người mà có nhan sắc bình thường như là ai đó thì sẽ nổi bật. Nói chung là tất cả mọi người cho dù là nhan sắc bình thường cũng sẽ nổi bật trước đám đông. Nhưng mà sao nghe cái này á, Bảo thấy nó lạ dữ vậy ta?
tò mò lắm luôn á. Tại sao không? Sao vậy? Là bởi vì nghe nói là son với phấn đã được làm phép, đã được làm bùa chú rồi. Wow, quyền năng ghê gớm thiệt, hơn cả phẫu thuật thẩm mỹ luôn. Thì đúng rồi, mà Bảo không tin được chuyện này đâu. Là mọi người còn nói, cái người mà bán á, họ nói là nếu mà không tin vào chất lượng hàng online thì có thể đến tận nơi để gặp thầy làm bùa rồi xin bùa luôn. Mà có thể nói là nếu mà có thầy làm bùa thì chắc chắn là sẽ có thầy gỡ bùa, đúng không? Rồi có chợ bán bùa ngải thì cũng chắc chắn sẽ có dịch vụ giải bùa ngải. Còn Nguyên Bảo thì nghĩ như thế này, những huyền thoại ly kỳ về bùa ngải từ xưa đến nay thì và chắc chắn vẫn còn nhiều điều rất nan giải. Về hiệu quả thật sự như thế nào thì chúng ta cũng chưa biết được, và cả về cách mà chúng ta xây dựng văn hóa tâm linh nữa. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là để tránh những hậu quả đáng tiếc, cần phải nhìn nhận mọi vấn đề dưới góc độ khoa học. Chúng tôi xin mời tất cả quý vị khán giả cũng như là Kim, chúng ta cùng gặp gỡ với nhà báo Nông Huyền Sơn, tác giả của những phóng sự nổi tiếng về huyền thuật trên tạp chí An ninh Thế giới. Thưa quý vị, khi mà nhắc về bùa ngải thì chắc có lẽ đây sẽ là một cụm từ khóa rất phổ biến trong xã hội hiện nay, và hầu như thì tất cả mọi người đều biết đến nó. Nhưng mà thực chất thì chúng ta đã hiểu đúng về nó hay chưa? Thì trong buổi trò chuyện ngày hôm nay, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ với nhà báo Nông Huyền Sơn để cùng lắng nghe những ý kiến, những chia sẻ của anh về vấn đề này quý vị nhé. Chào khán giả chương trình Giám Mạng Bí Ẩn. Khi mà nhắc về bùa ngải thì từ khóa này nó đã quá quen thuộc với anh rồi đúng không ạ? Nhưng mà thực chất thì em thấy là có nhiều người, mỗi người sẽ hiểu theo một nghĩa khác nhau. Người thì sẽ hiểu theo hướng là tích cực, người thì sẽ hiểu theo là tiêu cực. Còn với anh thì anh hiểu như thế nào về bùa ngải? Đầu tiên là mình phải hiểu bùa ngải. Ở trong giới pháp sư thì người ta gọi chung là quyền thuật. Quyền thuật không chỉ là bùa ngải, mà quyền thuật nó phải có một bộ ba đi song hành với nhau, là gồm có bùa, chú và ngải. Bùa trong giới quyền thuật là ký tự, chú là lời nói, là tiếng nói, còn ngải là một loại thực vật. Cả ba món đó trong giới quyền thuật thì họ xem nó có một cái quyền năng, nó có cái khả năng chữa trị bệnh, nó có khả năng tác động đến cuộc sống của con người, nó có tác động về mặt sinh học đối với con người. Bùa là chữ viết, là ký tự của quyền thuật. Thí dụ như
Người ta dùng cây cọ, người ta vẽ trên tờ giấy một ký tự bí ẩn nào đó, thì đó gọi là bùa. Chú, người ta thường gọi là thần chú. Chú là tiếng nói. Thí dụ, khi trị bệnh thì vị pháp sư nói một câu gì đó đối với mình thì hoàn toàn vô nghĩa, đối với mình là hoàn toàn bí ẩn. Còn cái thứ ba mà chúng ta thường nghe là ngải. Ngải thì phải hiểu nó là một loại thực vật, một loại củ. Nó có chứa sức mạnh về quyền thuật, tác động đến sinh học đối với cuộc sống của con người. Từ thời xa xưa, người ta đã biết tới các nhà giả kim thuật. Thực ra các nhà giả kim thuật là ai? Người đời gọi họ là phù thủy. Thực ra các nhà phù thủy ngày xưa, các nhà giả kim thuật ngày xưa, họ chỉ là nhà hóa học. Có nghĩa là họ tìm ra được một chất này kết hợp với một chất kia để tạo ra một chất mới, hay còn gọi là thuật giả kim. Bởi vì ngày xưa người ta chưa biết đó là hóa học, khoa học chưa phát triển, người ta chưa xem nó là hóa học. Thế là họ sợ hãi, họ cho rằng đó là quyền thuật. Yeah. Theo thời gian dần dà khoa học phát triển, thì các nhà giả kim thuật, các nhà phù thủy, họ lui vào bóng tối. Và dần dần họ biến thành những pháp sư như ngày hôm nay. Thực ra các nhà phù thủy, các thầy pháp, các pháp sư, họ sử dụng cái phương pháp phản ứng khoa học để họ tạo ra cái hiệu ứng. Thế thì những người không hiểu, những người mà kém hiểu biết, họ xem đó là pháp thuật. Yeah. Ở trong giới quyền thuật, nó có một cái phương thuốc. Khi người ta đau bụng thì pháp sư chỉ cần dùng cọ chấm vào mực để vẽ một cái chữ bùa ở trên giấy, xong rồi họ đốt, họ đọc thần chú và họ bỏ vào ly nước, họ đưa cho bệnh nhân uống. Thế thì cơn đau bụng sẽ được kiềm chế ngay tức khắc. Thế là những người kém hiểu biết, người ta xem đó là phép thuật, đó là sự nhiệm màu phép thuật. Yeah. Nhưng thực ra sau nhiều năm tìm hiểu về giới pháp thuật, sau nhiều năm tìm hiểu về giới pháp sư, thì tôi nhận thấy là cái chất mà họ vẽ cái chữ bùa đó thực ra là ma túy. Thì ma túy thực ra nó là chất morphine, chất giảm đau. Khi uống vô thì cơn đau sẽ được chế ngự ngay tức khắc. Điều đó càng làm người ta tin tưởng rằng bùa có một cái quyền năng siêu việt gì đó. Ngày xưa thì có một số nhà sư, họ phải đi vào rừng sâu để họ tịnh thiền, họ đi vào rừng sâu để họ tu. Những chuyến vào rừng sâu họ tu luyện như vậy thì họ cần có một loại thực vật mang theo người để họ chế ngự thú dữ, chẳng hạn như là rắn rít hoặc là sơn lam chướng khí. Thì cái củ thực vật đó là người ta gọi là ngải. Thực ra cái củ ngải mà các nhà sư, các pháp sư ngày xưa mang theo người để đi vào rừng sâu, nó có tính dược trị bệnh, nó có tính dược để tránh rắn rít. Chẳng hạn như là ở núi Tri Tôn của tỉnh An Giang, có một vị sư rất nổi tiếng dùng ngải để trị rắn cắn. Mà người ta gọi đó là ngải rắn. Thực ra nó là một loại củ thực vật. Thì cái loại củ đó nó tiết ra cái chất làm cho rắn nó phải sợ, phải tránh xa. Thế thì người ta nghĩ rằng nó có cái sức mạnh siêu nhiên làm cho rắn rít phải tránh xa. Rồi chẳng hạn như có một loại ngải khác, khi mà các nhà sư ngày xưa vào rừng sâu mang theo người để tránh sơn lam chướng khí. Yeah. Họ gọi là tránh tà khí, nhưng mà thật ra nó là để tránh những cái bệnh cảm, cảm mạo thương hàn bình thường. Thì củ ngải đó nó có chất tinh dầu trong đó. Có một số người ngày xưa người ta sử dụng củ ngải đó để người ta bào chế ra cái loại dầu cù là. Cho nên có một số người hiểu biết thì gọi nó là củ cù là. Còn giới pháp sư thì họ xem đó là củ ngải. Có một số người ta nói rằng dùng ngải để ám hại nhau. Thực ra là họ cũng nghe nói ngải thôi, chứ họ cũng chẳng biết ngải là gì. Ở trong giới pháp sư đó,
họ có một cái loại bùa, họ dùng cái bùa đó để họ ám hại đối thủ, họ ám hại đối phương. Thực ra họ sử dụng một loại ma túy, họ làm cách nào đó để họ lén bỏ vô nước uống, hoặc là họ tìm cách để họ phun, họ búng vào người. Khi mà nạn nhân hít phải cái loại bột ma túy đó thì cái trạng thái của nạn nhân là không tỉnh táo nữa, nó nằm ở trong tâm trạng nửa tỉnh nửa mơ. Và cái tâm trạng nửa tỉnh nửa mơ đó, khi người ngoài nhìn vô nạn nhân thì người ta sẽ có cảm giác là nạn nhân bị ma quỷ ám, hoặc là bị nhập hồn. Thế là họ tin rằng ngải có khả năng siêu nhiên làm cho người khác bị ma nhập. Nhưng mà em vẫn đang thắc mắc là tại sao trong xã hội phát triển như hiện nay thì vẫn có một số người tìm đến bùa ngải để giải quyết vấn đề. Anh có thể chia sẻ thêm về vấn đề này được không ạ? Thì như đã nói, bùa ngải nó có từ xa xưa, nó có từ hàng ngàn năm nay và nó truyền lại cho tới bây giờ. Và bùa ngải nó đi theo một cái kênh lưu truyền từ cha xuống con, từ thầy xuống đệ tử, rồi nó ngấm ngầm tồn tại trong xã hội từ xưa tới bây giờ. Chính vì nó ngấm ngầm, nó tồn tại cho nên rất ít người hiểu biết thật sự về nó. Rất ít người hiểu biết thực sự nó là cái gì. Và người ta tin vào bùa ngải một cách mơ hồ như vậy. Cũng dễ hiểu thôi. Khi người ta thấy một bệnh nhân đang đau bụng vật vã, vị pháp sư vẽ lá bùa, đốt thành than bỏ vào ly nước, bệnh nhân uống vào, cơn đau bụng bị đẩy lùi ngay. Thế là những người chứng kiến người ta xem bùa ngải có công năng, bùa ngải có sức mạnh siêu nhiên. Và khi khoa học mặc dù đã phát triển, nhưng mà do những sự thiếu hiểu biết về bùa ngải cho nên người ta tin rằng nó có sức mạnh siêu nhiên và thế là nó tồn tại. Giả lại, con người ta có tâm lý khi mà người ta thất bại, người ta không có điều gì để bấu víu thì buộc lòng người ta phải bấu víu vào cái điều mà tưởng chừng như nửa có nửa không. Có một số người họ bị bệnh nan y, và khi Tây y đã bó tay, họ điều trị vào giai đoạn cuối mà họ vẫn cảm thấy là bệnh của họ không bị đẩy lùi, và cái cứu cánh cuối cùng của họ là tin vào bùa ngải. Họ hy vọng rằng bùa ngải có thể đẩy lùi được cái chứng bệnh nan y trong cơ thể của họ. Đó cũng là một lý do để bùa ngải nó tồn tại. Vậy thì trong buổi trò chuyện ngày hôm nay thì với góc nhìn của anh là một nhà báo, thì anh có thể chia sẻ cho em cũng như là tất cả quý vị khán giả biết là chúng ta có thể nhìn nhận bùa ngải ở dưới góc độ nào là đúng đắn nhất không? Tôi thích nghiên cứu về bùa ngải cách nay hơn 30 năm. Bởi vì trong gia đình tôi, người anh ruột của bà ngoại tôi là một pháp sư rất nổi tiếng ở Cao Lãnh. Ông có biệt danh là ông Ba Cao Lãnh. Ông là đệ tử ruột của ông thầy Bà Đức. Mà thầy Bà Đức cũng rất nổi tiếng ở vùng Thất Sơn. Trong một số tác phẩm khảo cứu của tác giả Quỳnh Nhân Minh cũng có nhắc tới thầy Bà Đức. Thì ông ba anh ruột của bà ngoại tôi là đệ tử ruột, đệ tử chân truyền của thầy Bà Đức. Ông ba tôi con cháu rất là nhiều, nhưng mà không hiểu vì lý do gì mà tự dưng ông lại chọn tôi là người phải kế thừa cái quyền thuật của ông. Mà tôi gọi ông là ông ba. Trong những cái bài bùa ngải mà ông ba truyền cho tôi, gọi là bí truyền, chỉ truyền lại cho đệ tử chân truyền, chỉ truyền lại cho con cháu trong nhà chứ không truyền ra người ngoài. Trong số những cái bùa ngải mà tôi được học được của ông ba truyền dạy cho tôi, thì tôi nhận thấy nó có điều gì đó lạ lắm. Có nghĩa là tôi không giải thích được vì sao mà ông ba phải làm như vậy. Thí dụ như là cái bài thuốc mà trị đau bụng, nó là bài thuốc mà ông ba tôi truyền cho tôi. Vẽ chữ bùa, những chữ bùa, thế thì tại sao không vẽ chữ bùa bằng mực tàu? Mua mực tàu ở ngoài chợ đem về mài xong rồi vẽ. Ông ba tôi phải chỉ có sử dụng mực tàu của ông ba tôi luyện. Ông ba tôi tự tìm mới trị bệnh cho người ta hết bệnh. Tôi thắc mắc hoài. Khi ông ba tôi được 93 tuổi thì có một lần ông ba tôi mới dạy tôi cái bí quyết để luyện cái loại mực tàu để vẽ lá bùa. Ông ba tôi
bí mật hướng dẫn, thì tôi phát hiện ra cái loại mực tàu mà để dùng để giải bùa thực ra nó là ma túy, mà thời đó gọi là á phiện. Mỗi lần muốn luyện loại mực tàu đó, ông ba tôi phải lặn lội qua tới tận Lào để mua đem về. Tôi phát hiện được là trong một cái chuyến đi để mua cái chất để về luyện bùa, tôi được đi theo. Và nhờ vậy tôi biết nó chắc chắn là á phiện, chắc chắn là ma túy. Những ngày cuối đời của ông ba tôi cố gắng tiếp cận ông để tôi tìm hiểu, thì tôi nhận thấy chính bản thân ông ba tôi cũng tin tưởng vào bùa một cách tuyệt đối. Bởi vì sao? Trình độ văn hóa của ông ba tôi là chỉ vừa đủ biết chữ Nho, và hoàn toàn ông không có điều kiện tiếp cận với bất kỳ nền tảng học nào cả. Ông thầy của ông ba tôi dạy lại cho ông ba tôi như thế nào, thì ông ba tôi chỉ biết là thực hiện theo đúng như vậy. Thậm chí ông ba tôi cũng không hiểu rằng ma túy nó là chất morphine làm cho giảm đau. Ông ba tôi chỉ tin rằng nó là cái chất để tạo nên một loại mực dành cho giới pháp sư. Dạ. Chứ ông ba tôi hoàn toàn không hiểu được là á phiện có thể làm cho người ta giảm đau. Bởi vì chính ông ba tôi mỗi khi đau bệnh, mỗi khi bị đau nhất, tự tạo lá bùa đó để cho mình uống. Và nếu ông ba tôi biết chắc rằng nó là chất ma túy, thì có lẽ là ông ba tôi cũng sẽ tin rằng bùa chú không có giá trị như bản thân tôi. Yeah. Khi mà tôi viết một số bài báo về gãi, về bùa, về chú ở trên chuyên đề An ninh Thế giới, thì nhận được rất nhiều phản hồi của khán giả. Trong số đó có những người là thầy Pháp, có những người họ từng vỗ ngực xưng tên là một pháp sư độc nhất vô nhị ở khu vực Nam Bộ. Thậm chí là họ còn lên tiếng thách thức là đấu bùa với tôi. Song song đó cũng một số độc giả họ đã từng có niềm tin vào bùa chú. Và khi họ hiểu ra là họ cũng viết thư đến chia sẻ, họ hỏi han thêm một số điều. Yeah. Song song đó cũng có một số người họ nửa tin nửa ngờ, họ tiếp xúc tôi để họ tìm hiểu xem thực hư thế nào. Rõ ràng là những điều đó nó cũng tạo nên sự kích thích để tôi nghiên cứu sâu thêm. Theo tôi, các bạn nên dành thời gian tìm hiểu thật sâu về bùa chú ngải, về quyền thuật trước khi các bạn tiếp cận nó, tránh nhiều vấn đề đáng tiếc xảy ra. Trong đó cũng có thể là lừa đảo, cũng có số người họ lợi dụng cái chuyện bùa chú ngải để họ lừa đảo, để chiếm đoạt tài sản, hoặc là họ hãm hại mình. Các bạn khoan tiếp xúc bùa chú ngải trước khi các bạn hiểu thật sâu về nó. Một lần nữa thì em cảm ơn anh rất là nhiều về buổi chia sẻ ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, và sau buổi trò chuyện này thì Nguyên Bảo cũng hy vọng là tất cả chúng ta sẽ có một cái nhìn đúng đắn hơn, thiết thực hơn về bùa ngải, để đừng mắc phải những sai lầm. Quý vị nhé. Kính thưa quý vị, một sự thật hiển nhiên là có rất nhiều hiện tượng kỳ bí trong tự nhiên, trong cuộc sống mà khoa học vẫn chưa có thể lý giải được. Và theo ý kiến của các nhà nghiên cứu thì chúng ta nên xem bùa ngải cũng là một dạng tín ngưỡng cổ xưa vẫn còn tồn tại cho đến tận ngày nay. Ý Kim nói là giống như trong mấy cái phim như là phim Chơi ngải mình đã xem đúng không? Trời, thiệt tình bảo luôn á. Hồi nãy giờ là chương trình có mời khách mời về đây để bàn về những nghiên cứu là rất khoa học, về những vấn đề rất là thực tế. Trong khi đó Bảo ngồi đây cứ nhắc về phim không à? Không phải, ý của Bảo là Bảo kể chuyện trong phim. Mà cái này là người ta lấy ý tưởng để người ta lên thành một cái series phim luôn. Thì lúc đó các nhà làm phim muốn nhắn gửi đến cho tất cả quý vị khán giả chúng ta, giống như là một cái thông điệp là ở hiền đi thì sẽ gặp lành, ác giả ác báo. Giống như là chơi dao thì có ngày đứt tai. Thực chất là không có bùa ngải hay là tất cả các thế lực đen tối nào hết, chỉ là do con người chúng ta, do cái tâm chúng ta mà thôi. Và thưa quý vị, khi lý trí bị che mờ, nhường chỗ cho những suy nghĩ đen tối mới chính là thứ bùa chú nguy hiểm nhất, xui khiến con người ta phạm lỗi nè, phạm tội nè. Và khi đó thì không chỉ là làm hại người mà hại ngay chính bản thân chúng ta. Như là câu chuyện xuất phát từ một vụ án có thật mà chúng tôi muốn chia sẻ đến tất cả quý vị trong phần tiếp theo.
Chị Tư làm nghề thu mua bán da chai. Chị đi khắp các con đường lớn nhỏ tại thôn chính, Quế Phú, Quế Sơn. Những ngày tháng rong ruổi trên đường, chị nghe và nhìn thấy không biết bao nhiêu câu chuyện về những gia đình đang sinh sống tại vùng đất này. Chị nghe, chị ghi nhớ và biết tất cả mọi chuyện, mặc dù có những người chị chưa từng gặp. Chị Tư là một khuôn mặt quen thuộc với mọi người nơi đây. Chị xa quê từ khi 18 tuổi, một mình bươn chải kiếm sống. Chưa có gì chị chưa làm qua, nhưng cái nghèo thì chưa bao giờ thôi đeo bám chị. Không chấp nhận cuộc sống nghèo hèn, mỗi ngày, mỗi giờ, chị Tư đều suy tính mọi cách để kiếm thật nhiều tiền bằng mọi giá. Và cuối cùng chị Tư đã nghĩ ra một cách. Tin đồn lan đi chóng mặt, người người tấp nập kéo đến, chờ đợi để được gặp chị tuyên đoán tương lai và mong chưa được bách bệnh. Sau khi lấy được lòng tin của mọi người, chị Tư tự xưng mình là Tư Tiên, có khả năng gọi hồn, bói toán, đoán trước được tương lai, chữa được bách bệnh. Một đồng 10, 10 đồng 100, ai của chị Tư không lúc nào ngớt người qua lại. Đây là một trong những nạn nhân không may mắc bệnh nan y, chưa bao giờ tin vào thần thánh, ma quỷ, bùa chú. Nhưng đến khi vợ lâm bệnh nặng, anh Vinh đã tìm mọi cách giải chữa nhưng không thành công. Anh bỏ việc chữa trị tại bệnh viện mà tìm đến chị Tư, mong có một phép màu giúp vợ anh khỏe lại, bao nhiêu tiền anh cũng chịu. Sau thời gian uống thuốc của chị Tư, vợ anh Vinh không những không khỏe hơn mà bệnh tình ngày càng trở nặng, khiến anh vô cùng lo lắng. Để che giấu cho những hành vi dối trá của mình, chị Tư và Út đã lập mưu dựng lên một câu chuyện gian dối khác nhằm lấp liếm sự nghi ngờ của anh Vinh khi bệnh của vợ anh Vinh ngày càng trở nặng. Không có bất ngờ nào xảy ra, cuối cùng vợ anh Vinh cũng đã qua đời sau một thời gian dài chống tội với đồng bọn, bất chấp mọi cố gắng, tiền của đổ vào cúng kiến, giải bùa. Đến khi vợ mất rồi, anh Vinh mới nhận ra tại sao bấy lâu nay mình quá mù quáng tin vào bùa chú để rồi tiền mất tật mang. Mày lừa gạt, sau khi nhận được phản ánh về hành vi lừa đảo của chị Tư từ người dân địa phương, công an tỉnh Quảng Nam đã âm thầm điều tra, tích cực thu nhập các chứng cứ về hành vi lừa đảo của chị Tư. Hành tung của Út cũng là mục tiêu theo dõi hàng đầu. Khi lần ra sự tồn tại của ông Mười, thì tất cả bằng chứng để đưa chị Tư vào vòng lao lý đã được thu thập trong tay đội trinh sát. Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã mở phiên xét xử lưu động vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Ngô Thị Tư. Kết thúc phiên tòa, chị Tư bị tuyên 18 năm tù giam, đồng thời có nghĩa vụ hoàn trả lại tiền đã chiếm đoạt của gần 10 nạn nhân với số tiền hơn 6 tỷ đồng. Thưa quý vị, rõ ràng là sau khi chúng ta xem qua vụ án ở trên thì thấy rõ một điều là hiện nay thì xã hội phát triển, kèm theo đó thì về y học cũng đang tiến bộ rất nhiều, nhưng vẫn còn phần đông rất nhiều người tin vào thế giới tâm linh để rồi dẫn đến một cái kết quả đắng. Và để hiểu rõ hơn về thực trạng này thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ với chuyên gia tâm lý tội phạm tiến sĩ Đoàn Văn Báu để nghe anh chia sẻ rõ hơn về thực trạng này quý vị nhé. Dạ em chào anh. Chào Nguyên Bảo. Kính chào quý vị khán giả. Hiện nay thì em thấy là về cái vấn đề bùa ngải thì ai cũng biết đúng không ạ? Và theo như cái vụ án ở trên thì nó quá rõ rồi, nhiều người tin vào đó. Để rồi thì cái kết quả nhận lại thì không như mình mong đợi. Thì anh có thể chia sẻ thêm về cái thực trạng hiện nay không? Có thể thấy là bùa ngải nó cũng như là hiện tượng ma, nhiều người chưa từng chứng kiến nhưng mà người ta cứ tin vào cái điều đó. Yeah. Và thực tế về cơ sở để có bùa ngải hay không thì cũng đây là một vấn đề nghiên cứu của các nhà khoa học. Yeah. Hoặc là thế giới tâm linh có thật hay không, đó là một câu hỏi lớn mà cả thế giới trả lời chưa được, chứ không phải nói là ở Việt Nam chúng ta. Yeah. Nhưng mà có thể thấy rằng là những cái vấn đề chúng ta cần quan tâm ở đây chính là cái việc mà lợi dụng cái hình thức bùa ngải, lợi dụng các cái hình thức mê tín như đoan để lừa đảo, thì đấy là cái vấn đề chúng ta cần quan tâm. Yeah. Có rất nhiều trường hợp bị lừa đảo, tiền mất tật mang, bệnh thì không khỏi và dẫn đến những cái hệ quả rất là đáng tiếc như trong cái vụ án mà chúng ta vừa xem. Yeah. Như em thấy thì tâm lý của mình á, khi mà bệnh, mọi người muốn tìm một cách chữa bệnh nhanh chóng nhất là không sử dụng thuốc theo khoa học mà cứ tin vào những cái lời bùa ngải đó, thì để rồi bệnh không hết mà tiền thì cũng mất. Như vậy thì tâm lý của con người hiện đại của mình trước những cái vấn đề này là như thế nào anh?
Có thể thấy rằng là tâm lý của người bệnh và thân nhân của người bệnh ở đây là có bệnh thì vái tứ phương. Đặc biệt là những cái bệnh nan y, những cái bệnh mà y học chưa có thể chữa khỏi hoặc là y học bó tay thì người ta sẽ tìm đến thế giới tâm linh nhiều hơn. Thậm chí có những trường hợp là bị bệnh thì người ta không cần đến bác sĩ mà người ta tìm ngay đến những người mà theo đồn thổi là có khả năng chữa bệnh. Và có những cái phương pháp mà cái người bình thường bên ngoài quan sát và có thể thấy rất là vô lý nhưng mà họ vẫn tin theo. Và có thể là trong một số trường hợp do họ có niềm tin nên là họ có cảm giác là họ khỏi bệnh, họ giảm bệnh đi, nhưng mà thực tế không phải như vậy mà đó là hoàn toàn do yếu tố tâm lý. Nhưng mà về cái vấn đề yếu tố tâm linh á thì mình chưa có bàn đến cái chuyện là thật hay giả. Đúng rồi. Bởi vì bây giờ cũng chưa ai chứng minh được điều đó. Đúng rồi. Nhưng mà thì lợi dụng cái việc này thì cũng có rất nhiều người sử dụng cái chiêu trò này để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của người khác. Vậy bây giờ anh có thể chia sẻ một số kinh nghiệm cũng như là cách để chúng ta phòng tránh đi những cái vấn đề này được không anh? Có thể thấy rằng là đối với các đối tượng lừa đảo mà lợi dụng mê tín dị đoan để chữa bệnh thì lợi dụng bùa ngải thì có rất là nhiều cái thủ đoạn. Chẳng hạn như là chúng ta biết đến trước đây ở khu vườn kỳ lạ Long An, hoặc là những cái thần y chữa bệnh bằng những cái cách như là dẫm đạp hoặc đánh đập gì đó để khỏi bệnh thì rất nhiều cái trường hợp như vậy. Và trong một số trường hợp thì các đối tượng nó lại sử dụng những tay trong, những cò mồi để làm cho bệnh nhân tin vào đó là có sự thật. Chẳng hạn như là khi mà đến chữa bệnh thì gặp sẵn là có một số người đã có sẵn ở đó rồi và họ nói là họ bị bệnh nan y nhưng mà họ đã được chữa khỏi. Và làm như vậy làm cho nạn nhân càng tin thêm và nạn nhân sẵn sàng bỏ thêm tiền vào để mình để được chữa bệnh. Và trong một số trường hợp thì họ đến đó họ có niềm tin vào cái người mà sử dụng bùa ngải, sử dụng cái hình thức mê tín dị đoan đó và họ có cảm giác là họ khỏi bệnh. Nhưng mà thực tế thì vẫn không khỏi bệnh được. Và về lâu dài thì dẫn đến cái nguy cơ khác do không kịp thời cứu chữa. Vì vậy mà theo tôi á, thì cái cách tốt nhất là chúng ta gì? Chúng ta phải có niềm tin vào khoa học. Và khoa học thì hiện nay thì mọi người thấy là khoa học rất là tiến bộ. Với những cái bệnh đơn giản hoặc những cái bệnh nặng hoặc những cái bệnh nan y thì khoa học hiện nay đang nghiên cứu và có những cái cách chữa bệnh rất là khoa học. Thì đầu tiên chúng ta phải có niềm tin vào khoa học. Và khi gặp những trường hợp, những sự cố bệnh tật như vậy thì đầu tiên là chúng ta phải tìm đến bệnh viện, tìm đến bác sĩ giỏi để chữa trị. Tránh trường hợp là chúng ta chưa gì chúng ta tìm đến những thầy bói, những thầy cúng hoặc những cái người mà lợi dụng mê tín dị đoan để chữa bệnh. Và trên hết là tôi thấy nhận thấy là khi mà mình không mắc bệnh mà thân nhân mình bị thì mình là người có nhận thức rất là rõ ràng. Vì vậy phải định hướng cho người thân của mình để đi đến bệnh viện gặp bác sĩ và phải có chữa bệnh theo cái phương pháp khoa học thì sẽ hiệu quả hơn. Tránh trường hợp là chúng ta tìm đến những cái người chữa bệnh theo cái hình thức mê tín dị đoan, bùa ngải để tránh tiền mất tật mang. Thông thường thì những cái hình thức mà lừa đảo như vậy á là hầu như họ đều có tổ chức và họ đã có tính toán sẵn từ trước. Những cái trường hợp như mà em gặp phải hay là em coi ở trên mạng xã hội hiện nay á thì thậm chí là nhiều khi có những em bé tầm mới 5-6 tuổi mà người ta vẫn xếp hàng từ đầu đường tới nhà để chữa bệnh bằng cái cách giống như là lấy cái cây thuốc, chỉ cần nấu cái nước đó rồi xối lên đầu, thì đó là những cái hình thức lừa đảo. Thậm chí là có những trường hợp rất là đơn giản nhưng mọi người vẫn tin theo. Chẳng hạn như trước kia cái khu vườn kỳ lạ thì chỉ cần là mua nước suối đổ xuống cái khu vườn đó và múc lên uống và người ta có cảm giác là hết bệnh. Và cứ như vậy thì người này đến đồn thổi người kia là mình hết bệnh và bị ám thị xã hội, nên là mọi người đều tin theo cái điều đó. Nhưng mà thực tế thì họ sẽ không khỏi bệnh. Hoặc là có những trường hợp là như tôi đã nói là nó dùng con mồi để dẫn dụ. Vì vậy mà chúng ta khi mà tham gia vào một cái việc chữa bệnh như vậy thì chúng ta rất là khó để thoát ra được. Em thấy là hình như là với xã hội hiện nay á thì cái hình thức lừa đảo này cũng khá là phổ biến. Như vậy thì mình có những cái dấu hiệu nào để cho bà con mà dễ nhận biết không anh? Có thể thấy là có rất nhiều cái dấu hiệu nhận biết. Chẳng hạn như là cái cách chữa bệnh mà không khoa học hoặc là cái cách mà dùng tâm linh để chữa bệnh thì thường nó không khỏi được. Và chúng ta có thể nhận biết qua cái hình thức, chẳng hạn như vào nhà một người mà tự xưng là chữa bệnh như vậy thì chúng ta thấy là thường là bày biện đồ cúng, đồ lễ. Và cái mà chúng ta dễ nhận biết đó là trước sau gì họ cũng đề cập đến chuyện tiền bạc. Ban đầu có thể là nói chữa từ thiện thôi, yêu cầu cúng bao nhiêu thì cúng tiền, hoặc sau này cũng sẽ bắt đầu đòi số tiền cao hơn để cúng, để bái, để có những cái phương thuốc như vậy. Thì đây là cái dấu hiệu mà rất dễ nhận biết. Còn không ai dạy gì mà lừa đảo mà không chiếm đoạt được cái gì. Mà nếu như mà khi mà chúng ta đã phát hiện ra những trường hợp như vậy thì cách tốt nhất là em nghĩ là nên báo ngay cho cơ quan chức năng để có hướng giải quyết kịp thời. Có thể nói là đầu tiên á, nếu như mà chúng ta có người thân như vậy á, thì một số trường hợp là một số người chấp nhận mất số tiền đó và coi như mình tìm cách chữa bệnh khác. Nhưng mà theo tôi khuyến cáo thì để ngăn chặn những trường hợp này
khi mà chúng ta phát hiện ra là những người này lừa đảo để chiếm đoạt tài sản thì đầu tiên chúng ta phải dừng ngay việc đó để họ không chiếm đoạt tài sản. Yeah. Thứ hai là phải ghi nhận lại cái tài liệu chứng cứ đó để báo cho cơ quan chức năng để xử lý, để tránh người thân, tránh những người khác phải tiếp tục bị lừa như vậy. Thì có nhiều người không chú ý đến vấn đề này, do mình mất tiền rồi nên gặp bồ hòn làm ngọt và không báo với cơ quan chức năng. Do đó là các đối tượng này vẫn tiếp tục lừa đảo những người khác. Và đây là một cái điều mà rất là đáng báo động. Vì vậy càng ngày càng có nhiều nạn nhân bị lừa. Và một lần nữa thì em cũng cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Đồng Văn Báo trong ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, trong thời hiện đại thì tấm màn thần bí của huyền thuật đã được hé lộ phần nào qua các công trình nghiên cứu nghiêm túc dựa trên cơ sở khoa học của các chuyên gia, những người liên quan đến lĩnh vực tâm linh. Và qua sự tư vấn của các nhà nghiên cứu thì quan trọng nhất vẫn là con người hiện đại chúng ta nên nhận thức đúng đắn, tham khảo từ những nhà nghiên cứu về lĩnh vực này để tránh cho mình khỏi rơi vào cái bẫy của những kẻ lừa đảo, lợi dụng thói mê tín dị đoan, lợi dụng sự sợ hãi của con người và những huyền thoại được thêu dệt một cách quá mức, cùng với những mặc định đen tối rùng rợn về bùa ngải được truyền miệng từ bao đời nay, đúng không nè? Và chính con người chúng ta luôn nuôi tham vọng dùng bùa ngải để cầu xin những thứ không thuộc về mình, mong thay đổi hoàn cảnh sống hiện tại. Và tất cả những hành vi kinh doanh bùa ngải cũng là vi phạm pháp luật. Vì vậy chúng ta hãy cần tỉnh táo, không nên tiếp tay cho những kẻ hành nghề mê tín dị đoan để trục lợi. Và thưa quý vị, chương trình Vén Màn Bí Ẩn cũng xin phép được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào 10 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ, Nguyên Bảo và Kim xin nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị.